Gặp bướm mùa dương tiết hào tâm chi hạnh, con cầu đạo cầu bình an. Tiệc mở thung dung tiết ngày lành, tiệc mở thung dung thỉnh tam tòa tiên thanh, hôi đồng máu giang đàn duyên. Để nhất tiên thiên cung thịnh bời, để nhất tiên thiên hương xà nhiệt pháp giới mong được chư Phật hài hồi đất sao mong thiên sư kết thành kỳ vương ngân chư Phật thiệt toàn thân. Nam mô hương giảng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sơn hoàn thanh xa hồi đệ nhị địa tiên cung thịnh bời, ngũ đệ nhị thánh tiên xuyên đàn lai ngàn đô nhân minh ngưng gia du tử mẫu lưỡng vô ương hỏa lội đắc thanh ngưng chi tâm kim cương nhập chu biên thập phương. Nam mô cung giảng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô cung giảng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô cung giảng Bồ Tát. Sơn loan thạch gia hồi cung tam thánh tiên đa cung thịnh mời, thanh mẫu đệ tam ngọc vô thần nữ ngự đền thoại cung. Giới đỉnh chất nhang phần khởi xung thiên thượng đệ tử viện thanh nhiệt tài kim lo phong, khoảnh khắc nhân huân tức viên mãn thập phương tích nhật ra dù miên nạn tiêu tai chương. Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Loan thanh gia hồi cung văn võ quân thần đức ông trần triều, văn võ quân thần đề anh linh chắc giang ân cần nữ cứu thanh gia hồi cung đời trần thì mở mang năm hài đức ông đề tam dòng dõi kim chi thanh gia hồi cung hoa hải đường tiên cô đệ nhất đi phủ mạc hương là đất đi trầm anh thành ra hồi cung đệ nhị đại hoàng tấu vương cô đôi tên gọi đại hoàng thành ra hồi cung suốt tờ mờ trong gia suốt tờ mờ thành ra hồi cung lập ở hướng đông đền thờ câu lập ở hướng đông thành ra hồi cung bản đền toàn dâng văn biến chúa bản đền hạ thiên cát nhật thịnh chúa về đến đây xuân đi qua ba tiết sang rồi đông tới mây che thanh nhàn con mừng giàu mừng thế mừng sáng trên đầu như bông cho chữ rồng
lại đỡ ra rồng nặng ní. Con tiền dâng lên của là vật ngon
vua đồng ếch nuôi, mặc xe ốc nhồi ếch đơn cùng bơi con cá tươi. Ê, dân thiên hạ cúi đầu quyền chúa cai quản, bộ hầu tàng tiến, dòng chơi cửa phủ quy cửa đền, vâng lệnh mẫu truyền giáng phúc trừ tai, ơn đi trên tiếp lộc nghĩ ban tài. Non thanh sáng hồi cung đế đinh tôn quan na cung mang đế đình xa tay sát quỷ trừ đình quan đệ nhất trong ta. Trong đền vàng hương bay trầm xa, ngoài thành đô khói tỏa y uy nga, mây rồng năm sắc phủ trì, thanh hoàng thái hậu tức thời thì khai hoa y. Năm Bính Dần ngày đôi mươi tháng tám, thái hậu bà đản giáng tôn quan bách quan vọng tâu cửu trùng, chúa phê long bút sắc bàn phong hoàng vị.
quan lớn về truyền văn các quan tả cơ hướng đổi lương ban đào đạt lệnh truyền văn võ đôi hàng hai vàng dòng nhan thấp từ dự quang nên chức đàn duyên hạ tích tăng cúng giang kim phục hoàng thần cận thánh chúa tiên trung vương càng tân giám từ bi mân chúng sinh cô ngà kim bích lệ hai vàng và chư đàn duyên